nay tụi mình đã đến và điều tra một sở thú có tên là Zoonomaly, hay còn gọi là sở thú kỳ dị. Và trong cái sở thú này xuất hiện rất nhiều điều kỳ lạ, và đặc biệt có rất là nhiều sinh vật rất đáng sợ. Liệu chuyện gì đã xảy ra trong sở thú này và những sinh vật kỳ lạ đó xuất hiện từ đâu ra? Các bạn hãy coi hết video này để xem tụi mình điều tra nó nha. Sắp tới giờ. Sắp tới rồi. Theo địa chỉ là nó chỉ ở đây thôi nè. Hình như là nó ở trước mặt kìa mọi người, thấy không? Đó, cái chữ gì kìa? Zoonomaly. Ui, hình như là đúng nó rồi đó. Mọi người xuống đi, xuống xe đi mọi người. Tụi mình đã nhận được một cái lá thư kêu là hãy tới đây để điều tra về cái sở thú này đi. Ủa, tại sao mình phải điều tra cái sở thú này? Đúng rồi, sao gì? À, trời đất ơi, chuyện là có người bảo là sở thú này có những cái sinh vật rất là kỳ lạ và đáng sợ luôn. Nhưng mà tôi cũng không biết những sinh vật đó như thế nào nữa các bạn ơi. Nên là tôi cứ nhận thông tin là mình cứ tới đây điều tra thử coi. Sở thú là có những sinh vật dễ thương mà kỳ lạ là sao? Nãy hình như em vừa thấy có cái con gì nó cử động ở bên kia đúng không ta? Hay là mình nhìn nhầm vậy trời? Đâu có thấy gì đâu, mày đừng có hù tụi tao nha. Trời ơi, đâu có hù đâu. Ai thấy thì hả comment bên dưới cho tôi biết chứ nha. Thôi được rồi, vậy bây giờ chúng ta nhận lệnh rồi, chúng ta thử đi vô cái điều tra cái sở thú này xem sao. Lỡ không có gì thì mình đi về thôi. Từ từ. Ok. Ôi, người ơi, nó đuổi mình nào gì kỳ vậy? Sao chữ nó ghi bằng xanh? Ui, bên kia cũng có nữa kìa. Tránh xa ra rồi nào hả, là biến đi. Ôi trời ơi, sao cái sở thú này sao mà nó xua đuổi khách dữ vậy mọi người? Theo tôi nhìn thì cũng không có gì kỳ lạ hết các bạn ơi. Hay là mình đang bị trôn? Ui từ từ. Ui mọi người, lại đây mọi người. Đằng này nó có một cái cánh cổng gì bự lắm nè. Trên cánh cổng nó còn có những cái chữ gì z màu xanh lá cây vậy vậy. Hình như cánh cổng nó còn bị khóa, còn bị xích lại nữa kìa. Ui, đúng rồi, nó bị hai cái sợi xích lại và một cái ổ khóa khổng lồ. Ui, hình như chúng ta muốn đi vô trong cái sở thú này chúng ta phải có chìa khóa hay sao á? Vậy tụi mình chỉ cần tìm chìa khóa đi vô thôi mọi người. Tìm chìa khóa. Rồi tụi mình đi về đi. Trời đất ơi, đi về. Nhưng mà tụi mình lỡ tới đây rồi đi về làm gì nữa đúng không mọi người? Các bạn nghĩ tụi mình có nên đi tìm chìa khóa để mở cái cánh cửa này ra để đi vô trong khám phá bên trong cái sở thú này thật sự nó là cái gì không mọi người? Thấy các bạn ủng hộ quá trời cho tôi. Được rồi, vậy thì tôi gà sẽ chiều các bạn thôi. Cái ổ khóa nó bự lắm nên là mọi người phải kiếm một cái chìa khóa thiệt là bự, may ra chúng ta mới mở được. Để mình đi hướng bên này coi. Nhà kho này trời ơi, nó ghi nhiều chữ, biến đi. Hay là mình có nên vô đây không ta? Để tôi mở cửa thử coi. Ở đây nó có mấy cái gì nè các bạn. Ê, nhìn nó như một cái bóng đèn vậy mọi người. Hay là, ô đúng rồi, mấy bạn kêu là có sinh vật gì đó đang nhìn tôi hả? Cái gì? Cái con gì đang nhìn mình vậy? Ôi, mọi người ơi, con gì ghê quá kìa. Con gì kìa mọi người, ghê quá đi ra. Chị đâu đi ra nhìn kìa, cái con quái vậy? Nó đâu mất tiêu rồi. Ôi, chị có thấy cái gì đâu? Trời đất ơi, hôm nay em có sao không vậy tôi gà? Ôi, kỳ vậy, rõ ràng là hồi nãy mình vừa thấy hả một cái sinh vật kỳ lạ, nhìn nó rất là nhiều răng và đáng sợ luôn. Mọi người ơi, tôi kiếm được chìa khóa rồi nè. Ôi, cái gì? Cái chìa khóa bự vậy? Đâu, trời đất ơi. Đúng rồi mọi người, tôi nghĩ cái chìa khóa bự này á, chị chắc chắn có thể mở được cái ổ khóa bự khổng lồ bên kia rồi. Nhưng mà tôi nhìn thấy hai cái sinh vật đáng sợ đó, cái tôi hết muốn vô cái sở thú này luôn mọi người ơi. Đừng có dắt ghê như Huy nốc nữa, tôi gã ra đem chìa khóa tới nè. Rồi biết rồi, trời đất ơi, mình nói mà không ai tin hết trơn. Thôi kệ đi các bạn ơi, được rồi. Vậy bây giờ mọi người đem cái chìa khóa khổng lồ đó tới đây, sau đó mình hả sẽ cắm vô cái ổ khóa này các bạn ơi, để mình mở cánh cửa này ra nha. Được rồi, bỏ chìa khóa vô nè. Được rồi, cắm chìa khóa vô đi Huy nốc ơi. Ok, hãy cha. Ui, nó vừa khớp luôn kìa mọi người ơi. Được rồi, vậy đúng là cái ổ khóa rồi đó. Rồi được rồi, bây giờ mình sẽ xoay cái ổ khóa này để mở cái cửa này ra nè. Hãy cha. Wow, cánh cửa mở ra rồi kìa mọi người ơi. Được rồi, bây giờ chúng ta đi vô thôi các bạn ơi. Vậy là cuối cùng tụi mình chính thức bước vô sở thú Zoonomaly rồi các bạn ơi. Mọi người đi từ từ và bình tĩnh nha. Tại vì tôi nhớ là trong này có mấy con sinh vật kỳ lạ lắm, tôi đã thấy nó rồi. Ơi mọi người ơi, đi về. Trời đất ơi, đúng rồi, tôi thấy cũng hơi ghê rồi đó. Nếu như mọi người sợ mọi người ơi, từ từ, đằng sau mọi người có cái con gì kìa. Mọi người ơi, chạy đi. Tôi chỉ là một cái con sinh vật kỳ lạ mà tôi nói đó. Mọi người chạy đi, mọi người chạy đi, mọi người. Trời ơi, tôi kêu là tôi nói thiệt mà. Nó đang đi đâu, chỗ bên kia cái con gì mà cái mặt nó ghê quá. Chạy lại đi mọi người. Đó chỉ là những con sinh vật kỳ lạ trong sở thú Zoonomaly đó. Cái gì đi vậy? Sao giống con voi mà nhìn ghê vậy mọi người? Lùi lại. Con voi gì mà nhìn ghê quá kìa. Bây giờ chúng ta hết đường rồi, giờ sao đây? Ủa, từ từ, ở đây có một cái phòng gì vậy? Phòng điều khiển ơi, chúng ta chỉ còn đường này thôi kìa. Vậy thì chúng ta chạy vô đó đi mọi người ơi. Mở cửa phòng điều khiển ra thôi. Nhanh lên, đóng cửa lại nào. Trời ơi, mình có thể quan sát được những cái chân tụi nó đó. Ngoài kia đi chỗ khác kìa, mấy con quái vật kìa. Ok, hình như nó bỏ đi rồi kìa. Mọi người có sao vậy? Nhìn nè. Đây
là cái gì vậy? Có những cái tivi này, bên này nó có một cái khẩu súng gì nhìn lạ quá đây coi. Bạn biết cái này là gì không? Comment bên dưới nha. Ôi, còn dưới này nó có một cái nó cũng giống tương tự như là hả cái khẩu súng luôn, nhưng mà nhìn nó bự hơn rất là nhiều. À, hình như nó chưa được kích hoạt đó Tô Gà. Vậy làm sao để kích hoạt nó? Chỗ này có ghi cái gì mà kích hoạt bằng bóng đèn gì nè. Kích hoạt bằng bóng đèn. Ôi, từ từ mọi người, hồi nãy tôi có lượm được ba cái bóng đèn nè, để tôi thử quăng vô một cục coi. Chồng ơi, chồng ơi. Có chuyện gì xảy ra vậy mọi người? Ôi kìa. Ôi, nó bắt đầu nó xoay kìa mọi người ơi. Hình như nó bắn lên một cái tia năng lượng gì kìa. Ôi, vậy là cái máy này nó hoạt động thiệt sự rồi coi chuyện gì. Ôi kìa. Wow, mọi thứ nó sáng lên rồi kìa mọi người. Rồi. Nó có một cái thanh năng lượng màu xanh đó mọi người ơi. Hình như nó tương ứng với năng lượng của chúng ta đó. Ôi, nhưng mà từ từ, ví dụ chúng ta ở bên này nó có mấy cái cửa này các bạn, ví dụ mình gạt cái cần này đi sao? Ui, cái cửa nó sẽ đóng lại kìa mọi người. Wow. Nhưng mà năng lượng nó cũng giảm luôn. Ôi, từ từ mở ra tôi hiểu rồi các bạn ơi. Khi nào mà những cái sinh vật kỳ lạ kia nó tấn công vô cái phòng điều khiển này, chúng ta phải đóng cửa liền đó mọi người. Chơi mọi người kiểm tra xung quanh kỹ nha. Hình như có vẻ không có sinh vật nào ở ngoài. Hả? Đâu Nabi? Ui, wow, mọi người lại đây coi nè, cái chỗ điều khiển của chúng ta nó cũng bắt đầu xuất hiện những cái camera rồi nè. Để mình coi thử coi, ví dụ cái camera này coi. Ui, tôi đã xem được cái camera hả xung quanh này. Có vẻ là không có coi gì ở đây hết. Để tôi chuyển cam qua chỗ khác coi. Hình như bên này cũng không có gì hết trơn. Để chuyển nữa coi. Mọi người ơi, chúng ta thấy một cái con gì đó rồi. Ê, đó chỉ là cái con thỏ nhiều răng kìa. Nó đang chạy tới kìa mọi người, nó đang chạy tới kìa. Chết rồi, nó đang chạy vô căn phòng điều khiển của mình. Đóng cửa lại cho nó, nó tới kìa, nó tới. Đóng cửa lại nè, đóng lại nè. Mày nè con, nó bỏ đi rồi. Thôi đi coi, mở lên nè. Mày qua đi, thanh năng lượng của mình nó đã giảm xuống rất là sâu luôn rồi kìa. Bên này thì sao, bên này sao? Ôi, bên này không có các bạn ơi. Hình như là nó đi chỗ khác rồi. Coi được rồi, bây giờ chúng ta kiểm tra camera tiếp nè. Mọi người ơi, nhìn kìa, nó đang đứng nép sát bên tường cánh cửa bên phải của nhà chúng ta kìa. Ôi trời ơi, mình thấy có vẻ không ổn rồi các bạn. Ôi ô ô, chết rồi, nó đang đi vô kìa mọi người. Đóng cửa lại đi Tô Gà. Đóng cửa lại nè. Hay cha, lùi lại đi con quái vật kìa. Sắp hết pin rồi coi, chúng ta phải thay cái bóng đèn thôi. Hay cha, quăng cái bóng đèn mới vô nè. Ôi may quá, năng lượng nó đầy lại rồi kìa. Được rồi, bây giờ chúng ta mở cái cửa ra. Được rồi, mở cửa ra. Trời đất ơi, đúng là mấy cái cánh cửa này nó tốn năng lượng thì. Chứ bây giờ chúng ta chỉ còn lại một cái bóng đèn cuối cùng thôi. Hết một cái là tụi mình chết chắc đó mọi người. Bao giờ chúng ta mới thoát khỏi những con sinh vật kỳ lạ trong sở thú này đây? Lại là cái con thỏ đó kìa coi. Nhưng mà wow, nó bỏ đi rồi kìa mọi người ơi. Từ từ, sao cái con kia nó bỏ đi mà lại một con khác xuất hiện nữa vậy mọi người ơi? Ê, con này là con gì mà đội mũ gì? Nó có đội mũ rồi, nó mặc áo nữa các bạn ơi. Và cái chân nó dài thon lon luôn, nhìn nó còn ghê hơn con. Ôi, ơi, tôi ơi, nó tới kìa. Đóng cửa lại. Để tao đóng cửa cho. Đóng lại đi mày ơi. Trời. Ủa trời, mày cái gì? Thôi là con uy đất chân rồi đó, kịp lắm. Cái con đó, cái chân tay nó dài thon lon luôn, ghê thiệt chứ. Mở cửa lại đi, mở cửa lại. Okay, không có con năng lượng bây giờ. Được rồi, an toàn rồi kìa. Ôi, bye bye kìa. Bye bye kìa, đóng cửa lại nó bây giờ. Xuống ra, xuống, đóng lại. Ôi trời ơi, cái con này nó chân dài nên là nó chạy rất là nhanh. Ôi, nó bỏ đi rồi kìa. Trời ơi, con này nó còn lên coi. Rồi, 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 mở cửa lên. Hết pin kìa, hết pin kìa, hết pin kìa. Trời ơi, còn có chút xíu mà. Mọi người, chắc chúng ta hết pin rồi, mở lên kìa. Ôi trời ơi, may quá đi à. Năng lượng của mình còn một chút xíu thôi à. Các bạn chết rồi, vậy là chúng ta sẽ phải hả nạp lại năng lượng mới rồi, tại vì sắp hết năng lượng rồi. Trời, may quá à. Năng lượng nó đầy lại rồi các bạn ơi. Nhưng mà chết rồi mọi người, không ổn rồi. Bây giờ mình đã hết bóng đèn rồi, bây giờ phải làm sao đây? Ê, xíu nữa tụi nó quay lại sao tụi mình cái đóng cửa được. Chết rồi, bây giờ nếu không có năng lượng làm sao mà đóng cửa được đây các bạn ơi. Bây giờ phải làm sao ta? Bây giờ chúng ta chỉ còn một cách là chúng ta phải đi kiếm bóng đèn thôi mọi người à. Hồi nãy ở trên bàn điều khiển nó có một cái cây súng như này, mọi người lại đây coi nè. Nhìn nó như là một cái súng bông hoa vậy các bạn. Để tôi lấy thử cái súng này coi. Nhưng mà không biết cái súng mày có vũ khí à, mày ra ngoài thì bóng đèn đi Tô Gà. Ôi trời đất ơi, sao lại là tôi chứ. Thôi được rồi, Bi nấp thì nhát gan rồi, chị Nabi thì là con gái, còn lại dắt thì sao? Trời đất ơi, ai cũng sủi. Thôi được rồi, vậy để tôi cho mở cửa ra, tôi đi nha mọi người. Ui, không biết cái súng này có thể làm được gì đâu, để mình thử bật lên một cái coi. Hãy cha, wow, cây súng này nó có thể giúp mình nhìn trong bóng tối đây các bạn. Trời đất ơi, cái sở thú này nó tối quá coi, tôi không có thấy gì hết trơn. Để tôi bật cái này lên. Các bạn ơi, wow, tôi vừa bật cái hả này lên thì tôi thấy đằng kia nó có một cái con gì kia các bạn. Ơi, đừng có nhìn tôi, đừng có nhìn tôi. Tôi né trước cho chắc ăn coi. Được rồi, bây giờ để tôi đi bên này coi. Trời ơi, bên này cũng có một cái con này, là cái con gì? Ôi, đây chỉ là con mèo mà mình thấy từ ban đầu đấy coi. Trời ơi, tắt đi để mình trốn vô coi. Trốn. Sẽ tắt cái này được rồi. Chạy lên. Đừng có nhìn tôi nha, Chạy nhanh lên. Đằng kia nó có một cái cục đèn kia các bạn. Tôi nghĩ mình có thể tháo cái bóng đèn từ cái cục này được đó coi. Được rồi, để tôi thử coi. Hãy trời, tôi lấy được rồi. Wow, đây rồi, đây coi, mình đã lấy được một cái bóng đèn khác. Có
mẹ ổn, có mẹ ổn rồi các bạn ơi. Được rồi, chết rồi. Đằng sau tôi nó có cái con cao hồi nãy các bạn, cái con chân dài nó đang tìm mình kia coi. Đi tiếp rồi, đi tiếp rồi, đi tiếp rồi. Thôi mình sẽ chạy hướng này, chạy hướng này để xem còn cái bóng đèn nào khác không. Không thấy cái bóng đèn nào hết trơn vậy các bạn. Trời đất ơi. Cái gì vậy? Đằng sau lưng tôi có một con mèo nó đang đứng theo tôi nè. Chạy chết rồi, chết rồi. Nãy giờ không có đi. Tránh ra chỗ khác đi, tránh ra chỗ khác đi. Trời ơi ghê quá rồi. Rồi chạy lẹ, chạy lẹ, chạy lẹ. Ở đây có một cái bóng đèn khác này. Được rồi, lấy nó lẹ tôi, lấy nó lẹ tôi. Được rồi, mình lấy được đó rồi các bạn. Được rồi, chạy chạy tiếp. Bây giờ mình đã được hai cái bóng đèn rồi. Cái con mèo nó vẫn ở kìa, mình bắn nó rồi, bắn nó. Mày tránh ra tránh ra chỗ khác rồi. Cái con mèo kia chạy lẹ thôi, chạy lẹ thôi các bạn nha. Ôi cái có một con cao nó đang đi từ hướng khác kìa rồi. Chết rồi chạy lẹ. Trời ơi tránh ra. Bây giờ mình bị hai con nó đường luôn rồi. Mọi người cứu tôi với, tôi quay trở lại rồi nè. Trời ơi, chạy vô nhà bà đóng cửa lại rồi, nhanh lên. Được rồi, bà đóng cửa lại nè. Hay cha, đi chỗ khác đi con kìa. Ui nó bỏ đi luôn rồi kìa các bạn, đáng sợ thiệt chứ. Ui, mọi người tôi về rồi nè. Đây nè. Trời ơi, ui sao năng lượng nó giảm quá trời. Ui sao mọi người đóng hết tất cả cửa lại rồi vậy mọi người? Tôi sợ quá. Mà đóng hết cửa lại. Chạy không được đâu, mọi người phải mở cửa ra, nếu như vậy thì nó sẽ hết năng lượng. Bất chợt nên mở cửa ra mọi người. Tôi kiếm được một số cái bóng đèn rồi nè mọi người. Quăng cái này. Hay cha. Sử dụng sao cho nó hợp lý nha mọi người ơi. Trời đất. Được rồi, vậy là mình kiểm tra camera cái coi. Trời đất ơi, bên trái có con mèo nó đang đứng kìa mọi người. Không những vậy, ở giữa cũng có một con đội non. Cái gì? Kiểm tra camera còn lại coi. Camera còn lại cũng là con voi nhiều răng luôn kìa. Tất cả mọi người đóng cửa lại hết đó. Ra đi. Trời ơi, chúng ta chỉ còn một cái bóng đèn cuối cùng rồi. Bây giờ chúng ta phải sử dụng nó, tôi sắp hết năng lượng rồi kìa. Được rồi, quăng vô nè. Hay cha. Tụi nó không đi, tụi nó cứ đứng lì ở trước cửa nhà tụi mình vậy. Làm sao mà tụi mình giữ được năng lượng bây giờ? Giờ sao đây mọi người? Trời ơi các bạn, bây giờ phải làm sao đây? Tụi mình sắp hết năng lượng rồi, không bỏ mọi người. Ôi trời ơi, chết rồi, chuẩn bị hết năng lượng rồi. Kiểu này là tụi mình chết chắc rồi. Ôi không, hết năng lượng rồi. Cái cánh quạt nó ngừng xoay luôn. Như là hết năng lượng rồi. Ôi trời, mọi thứ tối thui luôn rồi mọi người ơi. Năng lượng tiệt rồi. Nếu như vậy thì những cánh cửa nó sẽ mở ra hết luôn rồi. Trời ơi, cánh cửa ơi, cửa này nó cũng mở và cửa cuối cùng nó cũng mở luôn rồi. Ôi không, chết rồi. Vậy là những sinh vật sở thú nó sẽ đi vô được bên trong này các bạn ơi.